Đây là hình ảnh về công trình cấp nước chúng tôi ghi nhận tại ấp Tả Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Được khảo sát đầu tư xây dựng từ năm 2011, công trình cấp nước sinh hoạt ấp Tả Thiết có vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công suất thiết kế khoảng 570 mét khối một ngày đêm. Được đầu tư quy mô như vậy nhưng 10 năm nay, công trình cấp nước này chưa có cơ hội vận hành. Hàng tháng, nhiệm vụ của nhân viên quản lý nơi đây chỉ là bảo vệ tài sản của công trình và vận hành máy móc định kỳ 2 lần để tránh hỏng hóc. Nhà máy hiện tại là bây giờ là một tháng là vận hành 2 lần. Đó là mình bơm lên, đó là tải ra tất cả các tuyến, đó là để bảo trì đường ống. Chứ còn hiện tại thì trên cái khu tái định cư của mình chỉ có 2 hộ dân thôi. Mà một hộ thì đi làm ăn xa, còn một hộ thì ở đây nhưng mà người ta đã có giếng. Thực ra là chưa có dân về ở. Thực ra nhà máy là chỉ trong cái cứ một tháng vận hành 2 lần là bể bảo trì thôi. Công trình cấp nước được thiết kế xây dựng dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu nước sạch của 125 hộ dân tại khu tái định canh định cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất phục vụ cho dự án hồ thủy lợi Phước Hòa, xã Nha Bích, huyện Trân Thành. Tuy nhiên, sau nhiều năm khu tái định canh định cư này chỉ có 2 hộ dân sinh sống. Chính vì vậy, công trình cấp nước không có cơ hội vận hành, nằm im suốt 10 năm qua. Năm 2017, công trình này được bàn giao lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý vận hành. Đánh giá của đơn vị này cho thấy, vì ít có cơ hội được sử dụng nên nhiều đoạn của đường ống chính đã xuống cấp. Một số hộ dân khi cày đất trồng mì làm vỡ một số đường ống cấp nước và hư hỏng các hố van điều tiết, van xả cặn. Không có doanh thu từ công trình cấp nước, nhưng hàng năm đơn vị này vẫn phải trả phí vận hành, quản lý, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, máy móc hư hao. Công trình cấp nước tiền tỷ không vận hành gây lãng phí nguồn vốn ngân sách. Thế nhưng nếu công trình này vận hành chỉ để phục vụ cho nhu cầu của 2 hộ dân thì càng khó khăn hơn, bởi thu không đủ bù chi phí vận hành. Còn với 2 hộ dân đang sống tại khu định canh định cư, quanh năm họ sử dụng nước giếng khoan, đến cao điểm mùa khô, giếng khoan hết nước, họ phải mua nước từ nơi khác về để sử dụng. Nước thì giờ cũng xin nước rồi ra dùng thôi, nhà cũng chưa có đào giếng rồi gì có nước. Ít dân quá sao cấp được, giờ ta từ từ giờ có 2 hộ rồi làm sao mà dân ta cấp. Do vị trí tái định canh và định cư cách quá xa nên trong số 125 hộ dân được đưa vào dự án chỉ có 2 hộ vào định cư. Không có người dân về ở nên công trình cấp nước sinh hoạt cũng đắp chiếu, trong khi vẫn tiếp tục phải trả chi phí vận hành, bảo dưỡng, gây lãng phí rất lớn. Bao giờ nhà máy cấp nước hơn 10 tỷ đồng này được hoạt động là câu hỏi vẫn chưa có đáp án. Và khi chưa có đáp án, công trình này vẫn phải nằm phơi nắng, phơi mưa như 10 năm qua.